Bạn có bao giờ tự hỏi bản thân cần làm gì để duy trì sức khỏe và sự tươi trẻ? Khoa học hiện đại kết luận rằng dinh dưỡng hợp lý là tác nhân chính của quá trình lão hóa lành mạnh. Tại Oriflame, chúng tôi cam đoan về việc luôn sử dụng các nguyên liệu tốt nhất cho một trong những sản phẩm chủ đạo của mình nhằm ngăn ngừa hiện tượng lão hóa sớm, sản phẩm Wellness Pack. Chất chống oxy hóa astaxanthin là thành phần chính trong Wellness Pack và hợp chất này đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều nhà khoa học trong hơn 25 năm qua. Lịch sử hình thành của Wellness Pack bắt nguồn từ Uppsala, nơi tọa lạc của trường đại học lâu đời nhất Thụy Điển. Đây là nơi các công trình khoa học tiến bộ được thực hiện từ thế kỷ thứ 15 và tự hào được vinh danh bằng 8 giải Nobel. Bob Lignell, cựu nghiên cứu viên tại Đại học Uppsala, chính là một trong những nhà khoa học tiên phong tìm hiểu về những đặc tính vượt trội của astaxanthin. Vào năm 1988, Đại học Uppsala bắt đầu tìm hiểu về astaxanthin. Chúng tôi phát hiện sự hình thành của astaxanthin trong một loại tảo sinh trưởng dọc theo các bờ biển thuộc quần đảo Stockholm. Tại các quần đảo ở Stockholm, astaxanthin được tìm thấy tự nhiên trong một loại tảo có tên Haematococcus pluvialis. Quần đảo Stockholm nổi tiếng bởi thiên nhiên tươi đẹp và nguồn nước sạch. Năm 2010, Stockholm vinh dự nhận giải thưởng European Green Capital của Ủy ban châu Âu. Trong tự nhiên, các loại tảo có màu xanh, nhưng khi tiếp xúc với điều kiện khắc nghiệt gây ra bởi tia UV từ ánh nắng mặt trời hoặc do thiếu dinh dưỡng, astaxanthin trong tảo sẽ hình thành cơ chế tự bảo vệ chống lại sự oxy hóa của tế bào. Khi tảo sản sinh quá nhiều astaxanthin, nó sẽ chuyển từ màu xanh sang đỏ. Quá trình này diễn ra để duy trì sự sống và kéo dài tuổi thọ của các loại tảo và sẽ đảo ngược khi điều kiện môi trường trở nên thuận lợi hơn. Khi các nhà khoa học quan sát tiến trình tự nhiên độc đáo này, sự quan tâm của họ về astaxanthin bắt đầu tăng lên theo các số nhân. Các cuộc thử nghiệm lâm sàng đầu tiên được tiến hành vào đầu những năm 90 và kể từ đó đã có rất nhiều cuộc thử nghiệm trên cơ thể người và họ đã chứng minh rằng astaxanthin thực sự có công dụng hữu ích với con người. Lão hóa sớm là một chủ đề tương đối khó nắm bắt. Hãy cùng chuyên gia dinh dưỡng Bhushan Kumar tìm hiểu những nguyên nhân khiến cơ thể chúng ta lão hóa sớm. Điều mà hầu hết mọi người không hiểu là sự phát triển của gốc tự do và viêm nhiễm liên tục diễn ra trong cơ thể chúng ta. Tình trạng này trở nên nghiêm trọng hơn do chế độ ăn uống chứa quá nhiều calo, đường, chất béo và sự tác động của điều kiện sống như căng thẳng, hút thuốc hoặc tình trạng béo phì. Quá trình oxy hóa và viêm nhiễm có thể được đo thông qua hàm lượng máu và các nghiên cứu cho thấy astaxanthin có khả năng cải thiện đáng kể các thông số này nhờ vào cấu trúc độc đáo của chúng. Khi quá trình oxy hóa và gốc tự do trong cơ thể người tăng lên, các tế bào bị hư tổn sẽ không thể phục hồi, làm đẩy nhanh quá trình lão hóa. Nhưng khi một người sử dụng astaxanthin, chất này sẽ được hấp thụ vào tất cả các mô và tế bào cơ thể, tạo nên một hàng rào bảo vệ. Không giống các chất chống oxy hóa khác, astaxanthin có cấu trúc độc đáo giúp trung hòa các gốc tự do tại lớp màng trong và màng ngoài của các tế bào. Những lợi ích của astaxanthin liên tục được phát hiện bởi các nhà khoa học trên khắp thế giới. Điển hình như cuộc nghiên cứu các sản phẩm giả dược theo phương pháp mù đôi của Yamashita chứng minh những người phụ nữ sử dụng astaxanthin có sự cải thiện đáng kể về độ đàn hồi của làn da, đồng thời sự xuất hiện của các nếp nhăn vừa và sâu cũng giảm dần. Một cuộc nghiên cứu song song các sản phẩm giả dược theo phương pháp mù đôi của Melstein và Lignell cho thấy những người đàn ông sử dụng thực phẩm bổ sung chứa astaxanthin trong 6 tháng có khả năng chịu đựng cao gấp 3 lần những người sử dụng viên nhộng giả dược. Đó là lý do vì sao các vận động viên hàng đầu thường sử dụng astaxanthin như một phương pháp lành mạnh để nâng cao khả năng thi đấu. Một cuộc nghiên cứu sản phẩm giả dược thực hiện ngẫu nhiên theo phương pháp mù đôi của Park và đồng sự chứng minh rằng astaxanthin làm giảm tình trạng mất cân bằng oxy hóa, viêm nhiễm và tăng cường khả năng miễn dịch trên những người phụ nữ khỏe mạnh thường xuyên sử dụng 2mg astaxanthin mỗi ngày trong vòng 8 tuần. Các nghiên cứu mới về astaxanthin liên tục được thực hiện bởi các trường đại học trên toàn cầu. Tính đến hôm nay, đã có hơn 400 bài báo liên quan được xuất bản ở các nước như Mỹ, Nhật Bản và Thụy Điển. Các nghiên cứu thường so sánh astaxanthin và các chất chống oxy hóa hữu hiệu khác. Nhiều thí nghiệm đã chứng minh astaxanthin có tác dụng mạnh hơn chất catechin trong trà xanh, CoQ10 và vitamin E thông thường. Chúng ta đã hiểu rõ hơn về sự độc đáo của astaxanthin, thành phần chính trong sản phẩm Wellness Pack.